Rồi, phải đi thử đi. Đi đâu rồi, mấy chó? Năm nay anh bao tuổi rồi? 39. Gần đây ông Yến này. Yến Thụy Luân này. Hôm qua thì cả nhà trường, tất cả con rể, con gái về hết. Mười mấy người, nay lại mười mấy người. Bao ảnh con đẹp. Không rồi, nó qua rồi. Không rồi. Hôm qua uống rồi. Đâu này. Bao giờ bao nhiêu năm chủ đảng rồi? 67 năm đấy chứ, sáng giờ ngồi rồi chờ các cháu chứ không thở đâu nữa này, khó chịu lắm, mới tập nhọc mình không thích đi đâu, giờ không thiết đi đâu. Bà không hay đi lên trên đó với các em đi lại không nhớ. Sao mới nhớ bác không? Nhớ. Không. Hay đi cấy. Năm nay được bác nha. Có đi kia nó về, hai anh em nó dắt tao cái ra chơi, nó bỏ bo còn chết. Chứ buôn bán nó phát tài quá cả. Về thì nó 12 triệu đồng, buôn bán. Cho cháu là cái lùa gạch anh đóng một chiếc. Là cô
được giải khuyến khích về thi tài năng. Hai là thiếu quá học vẽ và kỹ thuật vẽ rất tiến bộ, có rất nhiều những bức vẽ rất là đẹp. Và thứ hai là cái này thì cũng không vui lắm, tức là bác Liên năm nay là hơi mệt, yếu hơn mọi năm và đi nằm viện là hơi nhiều. Nhà thang Nhũ đấy thì là Vũ Doãn Gia Phong đoạt nhì quốc gia và giải vinh danh của quốc tế. Chị Nhũ năm nay là tổ chức được một cái chuyến làm từ thiện, kêu gọi mọi người được 120 triệu mang áo ấm lên cho cái trường ở Điện Biên Phủ. Nhưng mà năm nay trong gia đình thì cũng hơi buồn một chút, tức là cũng nhà ta là vô tình bị ngã cái thì có bị tổn thương ở vùng vai, để hiện nay cũng đang rất là đau. Về nhà hàng Toan, cái điều đặc biệt nhất là gì? Mua và hoàn thiện được căn hộ chung cư ở 283 Khương Trung. Hai là gì? Năm nay ông Hằng được nghỉ hưu và được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Nâng đời được ba cái xe máy. Nhà anh Hường anh này rất phấn khởi là gì? Cường Thanh mua được căn hộ chung cư. Hai là Quỳnh đi làm dạy ở trung tâm dạy tiếng Anh dành cho trẻ em. Ba là chú Anh, chúng ta nhìn thấy không? Vừa rồi lên mạng là đạt giải ba. Nhà của Phi Thắm này hạnh được vinh danh tại liên hoan học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc toàn quốc. Chị đạt là 95 TOEFL à? IPT. Thắm năm nay là đi tập huấn cán bộ ở Minh Quân Đầy Điện. Năm nay là đầu tư nâng cấp được xưởng và xưởng đang hoạt động rất tốt. Các kia hoạt động rất tốt. Và nhà chú Dung là gì? Thi đỗ thủ khoa đại học. Dung lên chức giám đốc công ty. Được công ty giao cho cái xe thao nhau. Đây là cái hoạt động mới trong đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.